Xin chào quý bạn. Khi mà bạn đang xem video này thì mình thực sự rất là vui. Mình vui vì với những kiến thức, góc nhìn, kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích được cho bạn để đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho cái website mà bạn đã quản trị. Phú xây dựng series quản trị website cơ bản này với những cái bài giảng rất là ngắn gọn và dễ hiểu để các bạn có thể làm theo và đạt được cái hiệu quả tương tự. Các bạn hãy comment để lại đóng góp về nội dung cũng như cho Phú biết những vấn đề mà các bạn đang gặp phải với website của mình, và Phú sẽ hỗ trợ tận tình. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Phú để theo dõi những video tiếp theo nhé. Trên màn hình của các bạn là một cái sơ đồ cơ bản của một trang web, thì nó sẽ có các thành phần để cho mình quản trị dễ dàng hơn. Thì Phú list ra như thế này, các bạn nhìn các bạn sẽ hiểu ha. Đầu tiên là cái phần header. Phần header, trong header nó sẽ có 3 phần chính là logo, menu và phần liên hệ. Như ở trang web này nè. Đây, logo, menu và phần liên hệ. Nó có thể khác cấu trúc này, nhưng nó bắt buộc phải có 3 thông tin này để khi khách hàng họ vào trong web mình là họ thấy, họ nhận diện ra thương hiệu của mình. Họ có một cái chức năng để họ ứng vào, họ cần làm gì và có một cái liên hệ nhanh đây. Ngoài ra người ta có thể bỏ giỏ hàng, bỏ số điện thoại hay bỏ tìm kiếm hay bỏ gì vô chăng nữa, thì nó phải có 3 thành phần này là chủ chốt. Và tiếp theo là phần trang. Phần trang này á, nó hơi trừu tượng một xíu ha. Bây giờ mình vào phần giới thiệu để cho các bạn hiểu hơn. Cái phần nguyên cái khối này là một trang. Phần giới thiệu cũng là một trang luôn, nhưng mà giới thiệu và liên hệ nó đặc biệt hơn, là nó cho một cái thông tin duy nhất thôi. Còn trang có, các bạn có thể tạo ra các trang khác, giống như trang giới thiệu là ví dụ như trang trang hồ sơ năng lực nè, trang báo giá nè, trang dịch vụ này. Ok. Rồi tiếp theo phần bài viết. Bài viết này các bạn có thể hiểu là tin tức. Nó chỉ khác nhau ở chuyên mục thôi. Nó là tin tức, nó có thể là kinh nghiệm, nó có thể là sự kiện, hoặc là chương trình khuyến mãi, tuyển dụng gì đó. Các bạn đặt tên chuyên mục thì nó là cái chuyên mục đó. Rồi, phần giới thiệu. Giới thiệu là trong trang này nha. Mà trong giới thiệu này á, các bạn hình dung rằng á, nó cần có các thông tin về giới thiệu công ty mình. Đó, có hình công ty mình. Nếu mà có đội ngũ càng tốt, nó có dịch vụ của mình, nó có những cái sản phẩm của mình đang kinh doanh, vân vân. Về phần trang liên hệ tất nhiên nó phải có thông tin liên hệ rồi. Ngoài ra hiện nay người ta bỏ Google Maps vào nữa. Và cuối cùng là sản phẩm. Tùy trang web có sản phẩm, có trang web không. Nếu mà có sản phẩm thì đơn giản thôi, là sản phẩm sẽ có danh mục. Mỗi sản phẩm sẽ nằm trong một cái chuyên mục cụ thể nào đó. Ví dụ như áo quần sẽ có nhiều chuyên mục khác. Ví dụ áo dài, nó có thể chuyên mục của nó là màu đỏ, chuyên mục của nó là chất liệu vải, chuyên mục của nó là thời trang cho nam, cho nữ gì đó. Vừa rồi Phú đã giới thiệu sơ qua cái cấu trúc của một website. Cụ thể là cái website nhà hàng mà Phú sẽ xuyên suốt demo nó cho các bạn xem, cũng như là hướng dẫn cài đặt tất cả mọi thứ trong những cái video sau này. Ok, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Đừng có ngần ngại subscribe kênh của Phú để đón nhận những video mới, để mình cập nhật cho website của mình tốt hơn. Ok.